Hội đồng đội Trung đoàn 15, Xí nghiệp 897, Công ty 3697 kính mến. Chúng ta đang sống trong cuộc sống hòa bình của nền độc lập, tự do. Để có cuộc sống tươi đẹp như ngày hôm nay, đã có biết bao đồng chí đồng đội của chúng ta đã hy sinh tuổi xuân, xương máu và cả cuộc đời chiến đấu bảo vệ để Tổ quốc được nở hoa độc lập, kết quả tự do, vinh quang rạng rỡ. Chúng ta luôn biết ơn các anh, những người lính luôn dũng cảm trong chiến đấu, giản dị chân thật trong cuộc sống đời thường, hòa chung với khí thế thi đua sôi nổi. Cả nước đang ra sức thi đua, lập nhiều thành tích chào mừng ngày 30 tháng 4, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hôm nay, Hội đồng đội Trung đoàn 15, Xí nghiệp 897, Công ty 3697, tổ chức buổi gặp mặt thân mật những người lính, đồng chí, đồng đội sau 40 năm xa cách, tề tựu về đây, chia ngọt, xẻ bùi, ôn lại truyền thống vẻ vang và ý nghĩa sự ra đời của Trung đoàn 15. Cho tất tôi, thay mặt cho đội văn nghệ của đơn vị, xin gửi tới quý vị đại biểu, các đồng chí, đồng đội, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Sau đây, xin kính mời các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí thưởng thức chương trình văn nghệ do cựu hạt nhân của đơn vị trình bày. Gặp lại nhau đây, những cựu chiến binh, tưởng như năm tháng ngày xưa hiện về. Ôi, những tháng năm mà ta không thể nào quên, những tháng năm cùng nhau chia bom xẻ đạn,
có chúng tôi về đây chung tay dựng xây quê hương non nước đẹp giàu. Đó là những ca từ trong bài hát Nỗi nhớ cựu chiến binh của nhạc sĩ Đào Hữu Thi do top ca nam nữ đội văn nghệ trình bày. Tiết mục xin phép được bắt đầu. Oh,
dòng suối uốn quanh là nước trôi trong xanh. Gió lùa qua không trung la rơi xoay tròn nước cuốn trôi. Có anh chiến sĩ đi qua khu rừng vắng lắng nghe nhạc rừng tâm hồn vui vơi vơi. Anh cười một mình rồi cất tiếng an vang cây rừng con suối theo lời ca mênh mang. Tinh tình miền Đông Giang lao mà anh rơi. Tinh tàng tinh tình hăng hái chiến đấu với quân thù. Đường xa chân đi vui vui lòng xuân quan thêm to, bên tay sang đã em lên cây, nhìn mùa ta
cùng thanh diều với một làn điệu chèo lời hẹn cùng anh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
nhưng em chọn lối này, em đây chọn lối này thôi. Tôi ấy vốn sinh khó khăn, có ngoại rừng lặng lẽ cây tre cây. Thank you.
Lữ Trần Hào với bài Bài ca trên núi, văn đoàn Hoàng Mười phụ họa. Thank you.
Thank you.
Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các đồng chí, chương trình văn nghệ phần 1 đến đây xin được tạm dừng. Một lần nữa, thay mặt cho đội văn nghệ, xin kính chúc quý vị đại biểu, các đồng chí mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và chúc cho cái buổi gặp mặt hôm nay thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Xin mời bác Bùi Đình thay mặt cho ban tổ chức lên tặng hoa đội văn nghệ. Ban tổ chức xin được cảm ơn các anh chị trong đội văn nghệ cùng các ca sĩ kết nghĩa. Cảm ơn các anh chị hội viên. Mặc dù nhiều anh chị đã lên chức ông bà nhưng giọng hát của chúng ta vẫn trong trẻo và rất hay như thời thanh xuân. Xin tất cả chúng ta cho một tràng pháo tay để cảm ơn đội văn nghệ. Chí đại biểu của đơn vị, đại biểu địa phương đến dự và chúc mừng tặng hoa cho tặng quà cho hội chúng ta. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí đại tá Vũ Hồng Tiến, bí thư đảng ủy, phó giám đốc công ty 3697 lên tặng hoa và quà. Xin kính mời bác Bùi Đình, trưởng ban tổ chức thay mặt cho ban liên lạc của các khu vực lên nhận hoa và quà. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí thay mặt cho lãnh đạo chỉ huy công ty 3697. Tiếp theo xin mời anh Lê Hữu Hùng thay mặt cho chi ủy chi bộ xóm Đoàn Kết nơi chúng ta đang thuê hội trưởng, đang mượn hội trưởng ở đây lên tặng hoa cho hội đồng đội. Xin báo cáo với các bác, các anh, các chị, ngoài tặng hoa thì có một số các đồng chí cán bộ lãnh đạo của đơn vị cũng như cán bộ địa phương đã có quà tặng cho hội đồng đội và hiện nay đã gửi tới ban tổ chức, trong đó có anh Phạm Gia Thọ, nguyên là tư lệnh binh đoàn 11. Hiện nay là anh Thọ đang bận công việc và anh Trần Hải Lâm là chủ tịch huyện Kỳ Sơn. Đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay để cảm ơn cái sự động viên cổ vũ của các đồng chí lãnh đạo chỉ huy đơn vị cũng như địa phương. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các bác, các anh, các chị, nguyên là cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và người lao động đã từng công tác trong trung đoàn 75, xí nghiệp 897, công ty 3697. Kính thưa ban liên lạc các khu vực và toàn thể hội viên, hội đồng đội trung đoàn 75, xí nghiệp 897, công ty 3697. Như thường lệ, hàng năm cứ vào độ giữa mùa xuân, hội đồng đội trung đoàn 15, xí nghiệp 897, công ty 3697 ở các khu vực lại tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống đơn vị. Hôm nay, trong không khí vui mừng phấn khởi, trên mảnh đất đóng quân của trung đoàn năm xưa tại xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, liên tịch ban liên lạc hội đồng đội các tỉnh phía Bắc tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống đơn vị 15 tháng 3 năm 1972, 15 tháng 3 năm 2017. Kính thưa các quý vị đại biểu và các bác, các anh, các chị, đúng là niềm ao ước bấy lâu nay mới được trở thành hiện thực. Tại mảnh đất này, cách đây hơn 40 năm, Trung đoàn 15 sau khi hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện quân tăng cường bổ sung cho chiến trường miền Nam, đã hành quân từ chiến khu Ngọc Trạo, Thanh Hóa, hành quân về đây để làm nhiệm vụ kinh tế, góp phần xây dựng các công trình trọng điểm của nhà nước và quân đội. Trong quá trình phát triển ấy, đã có hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và người lao động từng công tác tại đơn vị, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về với gia đình, với địa phương hoặc chuyển sang công tác ở các lĩnh vực khác nhau. Nhưng hôm nay chúng ta lại gặp nhau tại đây, tại trung đoàn năm xưa để ôn lại những tháng năm hào hùng của đơn vị, để nhớ lại một thời quân ngũ đã qua, nhớ lại đồng đội cũ và nhớ lại những kỷ niệm khó quên. Về dự buổi gặp mặt lịch sử hôm nay, ban tổ chức xin được nhiệt liệt chào đón và trân trọng giới thiệu đồng chí Trung tá Hà Văn Mạnh, giám đốc công ty 3697, đồng chí đại tá Vũ Hồng Tiến, bí thư đảng ủy công ty 3697, thay mặt cho lãnh đạo chỉ huy công ty 3697 là đơn vị được kiện toàn và đổi tên từ xí nghiệp 897. Xin trân trọng giới thiệu anh Trần Hải Lâm, chủ tịch huyện Kỳ Sơn, nguyên là cán bộ của đơn vị. Xin được trân trọng giới thiệu các đồng chí là giám đốc, bí thư đảng ủy, phó giám đốc của đơn vị qua các thời kỳ xí nghiệp 897. Ở trung đoàn 75, xí nghiệp 897, công ty 3697 gồm các bác, các anh chị có tên sau đây. Một, bác Nguyễn Hải, phó trung đoàn trưởng trung đoàn 15. Bác Bùi Đình, phó trung đoàn trưởng
Trung đoàn 15 và giám đốc đầu tiên của sĩ nghiệp 897. Anh Trần Minh, bí thư đảng ủy công ty 56 là cấp trên của đơn vị 897. Anh Lê Văn Tướng, giám đốc công ty 56 và cũng là giám đốc của sĩ nghiệp 897. Anh Lê Đức Thịnh, bí thư đảng ủy sĩ nghiệp 897. Anh Lại Văn Dương, giám đốc sĩ nghiệp 897. Anh Nguyễn Xuân Chính, bí thư đảng ủy sĩ nghiệp 897. Anh Nguyễn Minh Đức, phó giám đốc sĩ nghiệp 897. Anh Lê Văn Bảy, phó giám đốc sĩ nghiệp 897 và công ty 3697 đề nghị chúng ta được nhiệt liệt chào mừng. Ngoài ra thì xin trân trọng giới thiệu có các đồng chí hiện đang công tác và đã từng làm việc tại đơn vị chúng ta, đó là anh Thượng tá Nguyễn Bùi Ngọc, Bùi Hồng Phú, trước đây là cán bộ của tài chính, hiện nay là trưởng phòng tài chính của công ty 665. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Hữu Hùng, thay mặt chi ủy chi bộ của thôn Đoàn Kết, để chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu có đông đủ các anh chị trong ban liên lạc và gần 250 hội viên hội đồng đội của Trung đoàn 15, sĩ nghiệp 897, công ty 3697 ở các tỉnh Hòa Bình, Hà Nội, Hà Tây Cũ, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Hải Phòng và đặc biệt là có các anh ở tại thành phố Hồ Chí Minh cũng bớt chút thời gian để trở về đây để gặp dự cái buổi gặp mặt hôm nay. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu bác Bùi Đình, nguyên phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 15, nguyên giám đốc đầu tiên của sĩ nghiệp 897, là trưởng ban liên lạc của hội đồng đội ở khu vực Hà Nội và là trưởng ban tổ chức của buổi gặp mặt hôm nay, lên tóm tắt về quá trình hình thành, phát triển và những thành tích của đơn vị qua các thời kỳ. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các đồng chí đại biểu, các đồng chí và các bạn, thay mặt ban liên lạc tôi xin báo cáo tóm tắt lịch sử truyền thống của đơn vị như sau. Trung đoàn 15 sinh lập 897 trước đây, nay là công ty 3697, được thành lập ngày 15 tháng 3 năm 1972 tại Đồn Dương, Nho Quan, Ninh Bình. Lãnh đạo chỉ huy trung đoàn ban đầu gồm một đồng chí Nguyễn Hành, thiếu tá, thiếu chức trung đoàn trưởng; hai đồng chí Lê Thành Nhơn, đại úy, thiếu chức trung đoàn phó; ba đồng chí Trịnh Khắc Thuần, thiếu chức trung tá, thiếu chức chính ủy trung đoàn. Nhiệm vụ chủ yếu là huấn luyện quân tăng cường bổ sung cho các chiến trường BCK và các mặt trận đầy nóng bỏng và kiệt. Sau gần 3 tháng ổn định tổ chức theo quyết định của Bộ Tổng Tham mưu Quân khu, Bộ Tổng Tham mưu Quân khu điều trung đoàn về đóng quân tại Thành An, Thạch Thành, Thanh Hóa, được thành lập trong thời điểm cả nước sục sôi nỗ lực lên đường tổng quân đánh giặc Mỹ, với tinh thần tất cả cho sự nghiệp cách mạng, dân tộc, dân chủ, nhân dân, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, với khẩu hiệu tất cả vì miền Nam ruột thịt, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, tất cả các tiền tuyến. Cùng với sự phát triển lớn mạnh của quân binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam, từ ngày thành lập đến tháng 4 năm 75, trung đoàn đã huấn luyện bàn giao bổ sung cho các chiến trường 47 tiểu đoàn với trên 47.000 vạn cán bộ chiến sĩ, góp phần cùng toàn đoàn, toàn dân, toàn quân làm nên đại thắng mùa xuân năm 75, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước được thống nhất, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sau 30 năm chiến tranh, đất nước bị tàn phá nặng nề, Đảng, Nhà nước và quân đội chủ trương điều chuyển một số đơn vị chủ lực của quân đội sang làm nhiệm vụ sản xuất và xây dựng kinh tế. Tháng 6 năm 75, trung đoàn được lệnh di chuyển từ Thạch Thành, Thanh Hóa vào đóng quân tại huyện Thanh Chương, Nghệ An. Dự kiến của trên là giao cho trung đoàn làm nhiệm vụ mở đường số 7 từ Nghệ An sang nước bạn Lào. Trung đoàn tiến hành xây dựng doanh trại củng cố nơi ăn trốn ở cho các đơn vị, thì lại được lệnh của trên điều động trung đoàn về sư 15 làm nhiệm vụ trồng cây cao su tại Tây Ninh. Tại đây, trung đoàn tổ chức một đoàn gồm các đồng chí cán bộ tham mưu chính trị hậu cần do đồng chí Nguyễn Văn Cung, trung đoàn trưởng chỉ huy, đi khảo sát nắm tình hình, chọn vị trí đóng quân để chuẩn bị cho di chuyển đơn vị. Xong nhiệm vụ lại được thay đổi, trung đoàn được điều về cục sản xuất vật liệu, tổng cục xây dựng kinh tế. Tháng 9 năm 76, một bộ phận đầu tiên của trung đoàn chính thức hành quân để đóng quân tại xóm Rồng Vòng, Lâm Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình. Nhiệm vụ chủ yếu là sản xuất xây dựng phục vụ cho mở đường quốc lộ 6A, xây dựng thủy điện Hòa Bình, công trình thiết yếu của đất nước. Cuối năm 76,
cuối năm 76, E tiếp nhận thêm đại đội xe máy từ đồng bào Quảng Trị chuyển về. Tháng 8 năm 77, thực hiện quyết định của trên, trung đoàn được tách ra làm hai đơn vị gồm đoàn 59 và trung đoàn 15. Đoàn 569 do đồng chí Nguyễn Quang Đức, thiếu tá làm trưởng đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Định, trung tá chiến ủy trung đoàn 15 sang làm chiến ủy đoàn 569, thực hiện nhiệm vụ sản xuất gạch nung tại Vĩnh Phú. Trung đoàn 15 do đồng chí Nguyễn Văn Phung, trung tá làm trung đoàn trưởng, đồng chí Tạ Đức Tiến, thiếu tá làm chiến ủy, thực hiện nhiệm vụ sản xuất và xây dựng trên địa bàn hai tỉnh Hòa Bình và Tây. Thời điểm hiện tại, trung đoàn được biên chế thành 3 tiểu đoàn gồm 897, 874, 875 và các đại đội trực thuộc đại đội xây dựng công trình, đại đội xe máy, đại đội sư 10, đại đội 53 v.v. công tác tại trung đoàn trực thuộc. Đầu năm 79, theo quyết định của trên, trung đoàn thành lập một tiểu đoàn mang tên đoàn 79 do đồng chí Hồng Xuyên làm tiểu đoàn trưởng, thực hiện nhiệm vụ khai thác sản xuất đá xây dựng ở núi Chẩu Thanh Hóa phục vụ cho sân bay Sao Vàng tỉnh Thọ Xuân. Năm 79, trung đoàn thành lập một bộ phận gồm các chiến sĩ do đồng chí Bùi Đình thiếu tá trung đoàn phó chỉ huy đi làm nhiệm vụ tại Bắc Cạn phục vụ cho chiến tranh ở biên giới. Năm 80, thực hiện chỉ thị của trên, trung đoàn thành lập một bộ khung do đồng chí cán bộ cho cán bộ chiến sĩ mà đồng chí Liêm thiếu tá phó thị ủy trung đoàn làm chỉ huy, đồng chí Hoàng Phùng đại lý chủ nhiệm chính trị và cùng sông Bé làm nhiệm vụ. Năm 81, trung đoàn được đổi tên thành sinh nghiệp 897. Đồng chí Bùi Đình trung đoàn phó được tên bổ nhiệm làm giám đốc đầu tiên của sinh nghiệp, đồng thời cũng từ đó trở thành trụ sở chính của sinh nghiệp, được chuyển từ cây số 50 xã Lương Sơn về đóng quân tại cây số 58 thuộc dân Hòa của Sơn Hòa Bình. Năm 82, thành lập binh đoàn 11, sinh nghiệp được đầu về thuộc binh đoàn 1 Bộ Quốc phòng. Năm 97 đến nay, cơ quan sinh nghiệp di chuyển về đóng quân tại khu chiến thắng thị xã Xuân Mai, huyện Trương Mỹ, tỉnh Hà Tây. Từ trung đoàn chuyển thành sinh nghiệp 897, trực thuộc nhiều đơn vị làm nhiệm vụ sản xuất và xây dựng kinh tế kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Tuy có tên gọi chính thức nhiệm vụ khác nhau, song dù ở thời điểm nào, lĩnh vực nào, điều kiện bối cảnh khó khăn các nhiệm nào, với nhiệm vụ được giao, trung đoàn và sinh nghiệp luôn luôn hoàn thành, tỏ rõ bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, giữ vững vai trò là lực lượng nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thể hiện trấn an thế thế trận an ninh nhân dân, thực hiện tốt ba chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân làm tham gia sản xuất trên kinh tế. Kính thưa các đồng chí, kỷ niệm 45 năm ngày thành lập, quá trình chiến đấu, phục vụ chiến đấu, lao động sản xuất, xây dựng và trưởng thành, đơn vị đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 4 huân chương, 1 huân chương hạng nhất, 2 huân chương hạng 3, 1 huân chương hạng nhất, 2 huân chương hạng nhì và 1 huân chương hạng 3. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tôn Đức Thắng tặng cờ liên, tặng cờ luân lưu vĩnh viễn và tặng lăng hoa của người. Được Bộ Quốc phòng và các Tổng cục Xây dựng Kinh tế, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Tư lệnh Binh đoàn 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, Hà Tây, Quảng Bình tặng nhiều cờ, thưởng và bằng giấy khen. Tháng 8 năm 12, theo quyết định của trên, sinh nghiệp 897 được nâng cấp và đổi tên thành Công ty 3697 thuộc Tổng Công ty 36 Bộ Quốc phòng do đồng chí thiếu tá nay là trung tá Hà Văn Mạnh làm giám đốc, đồng chí Vũ Hồng Chiến thượng tá nay là đại tá, phó giám đốc kiêm bí thư Đảng công ty. Là một doanh nghiệp trong quân đội có nhiệm vụ sản xuất vật liệu xây dựng kinh tế dân dụng giao thông thủy lợi vận tải hàng hóa, địa bàn hoạt động của công ty rộng trên các tỉnh Hòa Bình, Hà Nội, Quảng Ninh, nước bạn Lào. Phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống của trung đoàn, của sinh nghiệp, hàng năm công ty luôn luôn phấn đấu có đủ việc làm, sản lượng, giá trị cũng như doanh thu của công ty đều năm sau hơn năm trước. Hiện công ty vẫn tồn tại và đang trên đà phát triển vững mạnh, vững chắc. Hàng năm công ty đều hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của trên giao cho, được tổng công ty và cấp trên tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến, được khách hàng trong và ngoài quân đội cũng như các bạn Lào ghi nhận và đánh giá rất cao khả năng, năng lực
nhiệm vụ của công ty nhân buổi họp mặt kỷ niệm 45 ngày thành lập công đoàn và nhân dịp đầu xuân Đinh Dậu. Thay mặt ban liên lạc xin kính chúc các quý vị đại biểu quý các đồng chí và các bạn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt trên mọi lĩnh vực và niềm vui. Xin chân thành cảm ơn. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí trung tá Hà Văn Mạnh, giám đốc công ty 3697 lên báo cáo tóm tắt thành tích của đơn vị trong những năm qua. Kính thưa các đồng chí trong ban việc liên lạc hội tình nghĩa trung đoàn 15 xí nghiệp 897. Kính thưa toàn thể các đồng chí, hôm nay là ban liên lạc hội tình nghĩa trung đoàn 15 tổ chức buổi gặp mặt các thế hệ cán bộ chiến sĩ công nhân quốc phòng thuộc trung đoàn 15 897. Cho phép tôi thay mặt cán bộ quân nhân chuyên nghiệp và người lao động công ty 3697 xin kính chúc các đồng chí trong ban liên lạc hội tình nghĩa trung đoàn 15 và toàn thể các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, tốt đẹp trong cuộc sống. Kính thưa toàn thể các đồng chí, công ty 3697 thuộc tổng công ty 36 Bộ Quốc phòng là đơn vị kinh tế. Thì báo cáo các đồng chí là đơn vị chúng tôi hiện nay thì đơn trong biên chế của đơn vị thì gồm có là các phòng ban cơ quan và có hai mảng sản xuất vật liệu. Hiện nay đóng quân trên địa bàn xã Thành Lập, huyện Liên Sơn, Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, và có một đội thi công xây lắp ở các công trình. Hiện giờ thì chúng tôi đang thi công ở các cái địa bàn ở tỉnh Quảng Ninh, rồi là ở trong Kon Tum, rồi là ở bên nước bạn Lào. Thì báo cáo các đồng chí là cái truyền thống ngành của đơn vị xí nghiệp 897 nay là công ty 3697 thì chủ yếu là ngành truyền thống là sản xuất đá, khai thác đá. Nhưng mà trong những năm vừa qua với cái điều kiện phát triển của đất nước và căn cứ vào cái tình hình phát triển của đơn vị thì chúng tôi đã mạnh dạn mở ra cái thị trường xây lắp, thi công các cái hệ thống nhà cao tầng và đường giao thông. Đặc biệt là đã trong năm 2014 thì chúng tôi đã phát triển sang nước bạn Lào để thi công đường và hệ thống hạ tầng của bên nước bạn Lào. Thế thì cái việc này thì báo chí là cũng rất vất vả và khó khăn. Thế nhưng mà với sự đồng lòng nhất trí của toàn thể cán bộ công nhân viên trong đơn vị thì chúng tôi đã hoàn thành cái nhiệm vụ và các công trình, đặc biệt là hệ thống nhà cao tầng rồi là các cái đường giao thông đều đạt được chất lượng cao và được các cái chủ đầu tư, khách hàng đánh giá cao. Thế rồi là cái mảng sản xuất vật liệu thì báo cáo các đồng chí là trong những năm vừa qua đấy gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường. Đấy là các mỏ đá ở trên non tỉnh Hòa Bình, thế rồi là phủ lý Hà Nam là mở rất nhiều. Thế nhưng với sự nỗ năng lực cố gắng của anh em trong đơn vị thì báo chí là về cái chất lượng sản phẩm được nâng lên, và đặc biệt là sản xuất đến đâu thì tiêu thụ hết được đến đấy, và cái công nợ đối với khách hàng thì cũng không bị tồn đọng nhiều. Thế trong năm các cái năm vừa qua thì đơn vị đều đạt được cái thành tích trong cái đội hình của tổng công ty 36 Bộ Phòng thì báo cáo đồng chí là cũng đều đạt được cái thành tích tốt, đạt được cái chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của cấp trên giao. Và trong năm 2016 thì có 2 tập thể và 36 cá nhân được khen thưởng đảng bộ công ty và các chi bộ trong 3 năm liền để đạt là trong sạch vững mạnh. Và quan cái đặc biệt là cái chế độ chính sách đối với người lao động và tình hình tư tưởng nội bộ trong đơn vị thì được ổn định. Cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp và người lao động luôn tin tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Và trong tháng 7 năm 2016 thì báo cáo toàn thể các đồng chí là chúng tôi đã hoạt động theo hình thức mô hình công ty cổ phần. Kính thưa toàn thể các đồng chí, hôm nay trong ngày gặp mặt truyền thống tình cảm này là dịp để chúng ta tâm sự, chia sẻ cùng nhau trong cuộc sống đời thường, nối tiếp về truyền thống tốt đẹp của trung đoàn 15. Thay mặt cho lãnh đạo chỉ huy và toàn thể cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, người lao động công ty 3697, ngày hôm nay chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục xây dựng đơn vị không ngừng phát triển, ổn định về mọi mặt, xứng đáng với các thế hệ cha anh đi trước của trung đoàn 15. Và trong năm 2017, công ty sẽ phấn đấu đạt các cái giá trị sản xuất và cái doanh thu nhập bình quân của người lao động
là bình quân là 8,2 triệu đồng trên người trên tháng, thi công hoàn thành các công trình trọng điểm như trụ sở xăng dầu Bắc Tây Nguyên và tiếp tục phát triển thị trường xây tóc tại tỉnh Quảng Ninh, tập đoàn xăng dầu và tập đoàn hóa chất. Một lần nữa xin kính chúc toàn thể các đồng chí trong buổi gặp mặt hôm nay dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục quan tâm dõi theo từng bước trưởng thành đi lên của đơn vị. Xin cảm ơn các đồng chí. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể các bác, các anh, các chị, phát huy truyền thống của đơn vị và những thành tích của các thế hệ cha anh đi trước để lại, công ty 3697 ngày nay trực thuộc tổng công ty 36 Bộ Quốc phòng luôn luôn phát huy truyền thống của đơn vị chúng ta, và với một dàn đội ngũ cán bộ trẻ trung khỏe khoắn thì các đồng chí đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm. Ngoài cái việc lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ hàng năm thì đơn vị rất quan tâm đến hội đồng đội, tức là luôn hướng về cội nguồn và quan tâm đến những người đi trước. Vì vậy mà các cái buổi gặp mặt của hội đồng đội ở khu vực, ở cấp khu vực và cũng như là ở cấp trung đoàn hôm nay thì các đồng chí lãnh đạo chỉ huy đơn vị cũng đã dành thời gian đến dự và cũng có quà tặng hỗ trợ cho đơn vị. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn và đề nghị chúng ta nhiệt liệt cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo chỉ huy đơn vị. Tiếp theo chương trình, xin kính mời các quý vị đại biểu cùng toàn thể các bác, các anh, các chị, chúng ta dành một thời gian ngắn để ôn lại những kỷ niệm năm xưa, kỷ niệm mà trong thời quân ngũ, kỷ niệm của thời thanh xuân. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta đều tỏa về các miền của đất nước. Hôm nay chúng ta lại hội tụ về đây. Vì vậy đây cũng là một cái thời gian rất là quý báu để chúng ta được hàn huyên, để chúng ta được ôn lại những kỷ niệm cũ. Và sau đây xin mời các bác, các anh, các chị chúng ta cùng lên phát biểu tâm tư rồi là cảm tưởng của chúng ta sau nhiều năm xa cách, có lẽ là cũng đã tới hơn 30 năm rồi. Xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu cùng toàn thể các anh các chị tham gia cái buổi giao lưu này. Xin trân trọng kính mời. Mặc dù đã ngoài 80 tuổi nhưng bác Nguyễn Hải là phó trung đoàn trưởng của trung đoàn 15 đi dự cái buổi gặp mặt hôm nay, và xin trân trọng giới thiệu và kính mời bác Nguyễn Hải, phó trung đoàn trưởng trung đoàn 15 lên phát biểu cảm tưởng với các bạn trên các trang mạng. Kính thưa các đồng chí đại biểu khách, kính thưa toàn thể các đồng chí đồng đội, tất cả anh em chúng ta đã cùng với nhau là họp mặt hôm nay để kỷ niệm 45 năm ngày thành lập của đơn vị. Đầu tiên chúng tôi xin phép được gửi tới các đồng chí đại biểu khách và toàn thể các anh em chúng ta là luôn luôn mạnh khỏe. Một năm mới tuy là năm là tháng thứ hai rồi nhưng cũng là năm nay là năm Đinh Dậu, thì cuối cùng là làm thế nào để con gà là cái sẽ to hơn và tốt đẹp hơn. Xin chúc mừng các đồng chí. Về tình hình chung thì anh Đỉnh đã nói hết cả rồi và anh Mạnh cũng đã có lời phát biểu thì chúng tôi sẽ không nói thêm, nhưng mà cũng tranh thủ sẽ là có một vài cái câu gọi là câu thẩn cũng được, thơ thì không đúng, thì xin phép được chuyển tới các anh các chị, và mong rằng là trung đoàn của chúng ta hay là đơn vị của chúng ta hiện nay sẽ tốt đẹp hơn và làm tốt hơn những công việc của nhà nước giao cho. Tôi xin phép được đọc này. 45 năm gặp lại nhau, sát cánh kề vai chúc mái đầu, rèn tướng luyện quân đi chiến đấu, chẳng quản nhọc nhằn ngại gian lao. Đôi vai gánh vác tình đất nước, chân sắt ra đồng đạp Trường Sơn để giành thắng lợi năm 75, độc lập tự do được vẹn toàn. Về đây gặp mặt 45 năm, nhớ lại bao năm lối trải mòn, mái tóc xanh
cùng về bạn. Nay đã đầu bạc cuối trời xanh, trở lại đây trên đất Lương Sơn, thắm tình đồng chí trải nguồn cơn. Trời xuân trong sáng đầy khí thế, vững bước đi lên tôi cùng anh. Xin cảm ơn ạ, xin chúc đồng chí khỏe. Mặc dù ở tuổi cao nhưng bác Nguyễn Hải vẫn luôn luôn yêu đời và cũng đã làm thơ để kỷ niệm về ngày thành lập trung đoàn của chúng ta. Và có lẽ đó cũng là một bí quyết để bác Hải trường thọ. Vì vậy đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc bác là trăm tuổi. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Dũng, là cán bộ của trung đoàn 15 của ban chính trị, trước đây ở đội văn nghệ, lên phát biểu cảm tưởng và tặng những kỷ vật quý báu về trung đoàn cho đơn vị chúng ta. Cũng xin báo cáo với các anh các chị là hiện nay ban liên lạc của chúng ta chưa hình thành ở cấp trung đoàn và cũng chưa có cái nơi để lưu giữ cái kỷ vật này. Chính vì vậy mà sau khi phát biểu xong và tặng kỷ vật thì chúng tôi kính mời các đồng chí thay mặt các lãnh đạo chỉ huy đơn vị công ty 3697 sẽ lên nhận cái kỷ vật đó để sau này chúng ta đưa vào vòng truyền thống của đơn vị. Xin mời anh Nguyễn Dũng. Kính thưa các đồng chí, lời đầu tiên tôi xin được chân thành chúc tất cả anh em, các đồng đội, các anh, các bác, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ của E15 897 hiện nay lời chúc mạnh khỏe, vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Kính thưa các đồng chí, tôi cũng rất cảm động vì thứ nhất tôi muốn xin nêu lên là các cụ ngày xưa có câu nói là tùy duyên mà ngộ. Thì tôi cũng thật lòng mà nói với các đồng chí, tôi có mấy cái duyên. Duyên thứ nhất, hôm nay là ngày 15 tháng 3, tới đây là ngày 15 tháng 3 năm 2017, là ngày kỷ niệm 45 năm ngày trung đoàn. Tôi năm 67 tôi đi học chuyên nghiệp và năm 7 đúng tháng 3 năm 72, đúng sáng ngày 10 giờ ngày 15 tháng 3 năm 72 tôi được khoác áo lính đầu tiên. Đó là ngày nhập ngũ của tôi và tôi được biên chế về A12. B4, C3, tiểu đoàn 1, một trong hai tiểu đoàn đầu tiên của E15 đóng quân tại Lương Sơn Lạc Thủy Hòa Bình. Tôi rất chân thành cảm ơn Hội Tình Nghĩa Cựu Chiến binh E15 và cảm ơn xí nghiệp 897, còn đơn vị còn lại cuối cùng rất là bền vững của E15 từ Ngọc Trạo ta về đây. Vậy thì đó là cái duyên thứ nhất mà ngày hôm nay kỷ niệm truyền thống, đúng là ngày tôi nhập ngũ, thật lòng là vô cùng biết ơn các đồng chí, xin chân thành cảm ơn các đồng chí cán bộ chiến sĩ của E15 897 sâu sắc nhất ạ. Cái duyên thứ hai là rất là tình cờ tôi lại được hai cái kỷ vật giữ gìn từ năm 72 đến nay đã là 45 năm rồi. Một kỷ vật thứ hai là từ năm 76 khi tôi đọc báo Quân đội Nhân dân để được biết, tức là tháng 7 tôi nhập ngũ xong thì được chuyển vào binh trại và chuyển vào giao quân cho sư đoàn 325 vào tháng 7 năm 72 ở Bắc, ở Tây và Bắc Quảng Trị. Thì báo cáo các đồng chí, đến khi tôi quay về làm các đồng chí ở trong trung đoàn, tôi về làm hạt nhân cho đội văn nghệ, có 3 người trở về. Thì nay đồng chí Lê Thao đã mất rồi, người biết sử của trung đoàn đã mất. Còn mỗi Đặng Ba Hòa nhạc sĩ thì đồng chí đang nay không đến được. Còn mỗi mình tôi thì là 3 hạt nhân đầu tiên của văn nghệ E15 đã về trung đoàn từ cuối tháng 7 năm 72. Và hữu duyên tôi lại có được hai kỷ vật đó. Một là bức kỷ vật đồng chí Hòa, Nguyễn Hòa là Hòa Nháy đấy, chụp cho đội văn nghệ chúng tôi. Mà tôi về E15 về chỉ làm công tác văn nghệ, văn hóa, cho nên là có một bức ảnh từ năm 72 đã chụp, đồng chí Đặng Bá Hòa, đồng chí Hòa đã chụp lại tất cả có 15 đồng chí sinh hoạt đầu tiên làm đội văn nghệ đi phục vụ cho các đơn chiến sĩ trước khi nhập ngũ và trước khi lên đường chiến đấu. Đó là đội văn nghệ tháng 12 năm 1972. Kỷ vật thứ hai tôi giữ từ năm 76 cuối 76 là tình cờ tôi đọc báo Quân đội Nhân dân thì lại thấy một bức ảnh đăng lên là đội văn nghệ của E15 ở tờ báo 76
của quân đội nhân dân mà tôi cũng là hay viết báo là có lưu lại. Đây là cái xây dựng của trung đoàn 15, đó xây dựng kinh tế công nông minh, từ đó là đội văn nghệ thứ hai của trung đoàn 15 tôi lưu giữ lại. Để có hai kỷ vật như thế tôi giữ đã hơn 40 năm nay, tôi nghĩ rằng đơn vị chúng ta là đơn vị rất tuyệt vời, chiến đấu xây dựng rất tuyệt vời. Khi mà tôi trở về là ban anh chị trung đoàn 15 đấy, thì đồng chí Mai Xuân Trường cùng tổ ba người với tôi sau này là chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn Thanh Hóa, đồng chí kể lại rằng là đơn vị mình ngày xưa cũng oanh liệt lắm, đúng không ạ? Lê Công Chữ tức là kỹ sư kỹ nhân tạo là người cắm cờ sau ngày cái 3/3/73 cho đơn vị mình tiến công lên chiếm lại thành ra báo ở cái bắc đồng chí. Thứ hai là Lê Đan, văn ông Lê Chủ, Lê Đan là báo nhân dân đấy, chiến đấu rất anh dũng. Đồng chí Lê Công Chữ được tuyên dương những chiến luôn sau cái đợt tiến công đó. Còn một đồng chí nữa là Lê Văn Tế, là ông ấy nặng đến 90 cân, ông ấy bắn RBK là kẹt tách bắn không bị kê, rất khỏe, cũng hy sinh năm đó. Còn bao nhiêu người nữa thì chưa nói hết được, mong là một thời gian có ít. Nên tôi xin muốn tặng lại những kỷ vật này cho đơn vị còn lại. Thì đây là đơn vị còn lại của em 15. Một cái kỷ, một cái duyên thứ ba mà tôi tình cờ có được, là tôi được đồng chí chính ủy chị Khắc Phật, người đầu tiên của chính ủy trung đoàn, gửi cho hai lá thư tay, một lá thư viết để gửi các đồng chí ban liên lạc tình nghĩa của M15897 và gửi cho đơn vị còn lại. Hai bức thư này, một bức thư viết cho tập thể, một bức thư viết cho cá nhân tôi. Vậy xin phép các đồng chí tôi được đọc công khai không ạ? À vâng. Vậy cảm ơn các đồng chí. Tôi, chị Khắc Phần, đại tá chính ủy M15 quân khu 3 công ty Hương Ngạn, tôi nhờ đồng chí Dũng, nguyên là đội viên đội tuyên truyền văn hóa xung kích thuộc ban chính trị M15 đọc giúp tôi với các đồng chí, xin cảm ơn. Kính gửi ban liên lạc tình nghĩa M15 và đơn vị 897. Tôi rất cảm động nhận được lời mời của ban liên lạc tình nghĩa M15 897 đến dự kỷ niệm ngày thành lập trung đoàn, nay là sĩ nghiệp 897. Vì tuổi cao, sức khỏe không đảm bảo nên không đến dự buổi họp mặt lịch sử này cùng các đồng chí được. Mong các đồng chí thông cảm cho. Tình cảm các đồng chí đối với tôi thật là vô giá, trân trọng cảm ơn các đồng chí. Chúc buổi gặp mặt truyền thống của trung đoàn làm chúng ta thành công tốt đẹp. Chúc mọi người chúng ta mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính thưa các đồng chí, ngày 26/12/71 tôi nhận được quyết định từ của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Song Hào ký từ chính ủy E57 về giữ chức chính ủy E15. Ban chỉ huy E lúc này gồm có về cán bộ quân sự có đồng chí Nguyễn Hành, thiếu tá giữ chức E trưởng, đồng chí Lê Thành Nhơn đại úy E phó, đồng chí Lê Lan Chi đại úy tham mưu trưởng, đồng chí Nguyễn Thuần đại úy tham mưu phó, và số cán bộ chính trị gồm các đồng chí Trịnh Khắc Thuần trung tá chính ủy, đồng chí Nguyễn Văn Đình thiếu tá chủ nhiệm chính trị, đồng chí Tạ Đức Tiến đại úy chủ nhiệm phó tiền quản trị, đồng chí Nguyễn Hoàng đại úy phó chủ nhiệm chính trị. Cán bộ hậu cần còn có đồng chí Nguyễn Văn Hướng đại úy chủ nhiệm hậu cần, đồng chí Phạm Quyên đại úy bác sĩ chủ nhiệm quân y, đồng chí Nguyễn Nhật trung úy bác sĩ trạm phát trưởng trạm quân y E15. Tôi xin ghi lại chức danh một số đồng chí chủ chốt được Bộ Tư lệnh Quân khu Hữu Hạn quyết định đều về E15 từ khi mới thành lập. Điểm thành lập tại Đồn Dương, Lộc Thủy, Hòa Bình, khu vực doanh trại của trung đoàn 30, sau đó 3 tháng theo quyết định của Bộ Tham mưu Quân khu điều E15 để đóng quân ở Đồng Ngư, Hải Thành, Thanh Hóa, ổn định tổ chức nhận quân huấn luyện để bổ sung các chiến trường. Tôi xin báo cáo với các đồng chí viện nghiên cứu bổ sung và tập sử của E chúng ta vì mắt kém, tuổi cao nên viết khó xem, mong các đồng chí thông cảm. Một lần nữa xin trân trọng các đồng chí. Có lưu bút thêm là ngày 15/3/72, trung đoàn 15 được nhận hai tiểu đoàn quân đầu tiên ở Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa là tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 2 với phân hiệu 704 và 705 đã ký đại tá Trịnh Khắc Phần. Đây là bức thư thứ nhất, đồng chí Phần gửi cho đơn vị chúng ta. Tôi xin riêng tư một tiếng là bức thư thứ hai, đồng chí gửi cho cá nhân tôi. Tôi xin phép công khai luôn. Thành phố Thanh Hóa, thân ái của đồng chí Nguyễn Dũng, tôi rất vui nhận được tin đồng chí gửi đến, nhất là nhìn thấy tấm ảnh đồng chí đang phát biểu phóng viên nhà báo Hà Nội mới và đọc bài thơ đọc tin đồng đội do đồng chí sáng tác. Tôi rất cảm động, đúng là phải từ trái tim mình có được tình cảm sâu đậm như vậy, đồng chí Dũng ạ.
môn bóng bàn, đồng chí đã gắn bó hơn 57 năm, đã thành duyên nghiệp và chính bóng bàn đã cứu nguy đồng chí một bàn thua trông thấy. Tôi đã gần 90 tuổi mà vẫn thường xuyên chơi bóng, mỗi ngày 5-7 set để thiêu vắng bóng bàn và khó chịu. Về mặt tình cảm, đồng chí dành cho tôi và gia đình, tôi thật vô giá, tuy rất xa mà cũng gần, vẫn dành cho nhau những nghĩa tình sâu đậm, tôi cảm ơn. Còn về ngày thành lập trung đoàn 15 chúng ta, vì tôi không giữ được quyết định chính thức của Bộ Quốc phòng, nên cũng không nên ý kiến làm gì để các đồng chí quyết định. Tôi gửi đến Dũng quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều tôi từ trung đoàn 57 về làm chính ủy 15 để tiện việc nghiên cứu xác nhận và điều thống của trung đoàn. Chúc đồng chí và gia đình vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc. Tôi không đánh máy, viết tay, có bút tích để lại rất khó đọc. Thông cảm cho tôi nhé, thân ái, đại tá Thủy Các Phần. Và cũng xin phép các đồng chí, tại sao tôi viết bài thơ đọc tiếp đồng đội? Đây là một thương binh nặng của M15 ta ngày xưa. Mà đồng chí này có một bề dày rất dài những đi. Thời gian có ít tôi xin phép đọc bài thơ đó đã đăng trên giáo dục của Bộ Giáo dục Hà Nội. Đọc tin đồng đội, tặng đồng chí Nguyễn Cảnh Hưng, thương binh nặng, quê Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội. Một chiều tôi đọc tin anh, người lính giải phóng chiến tranh qua rồi. Nhưng khi trái gió trời trời, vết thương cũ lại đau người lính xưa. Mặc cho sớm nắng chiều mưa với cái góc khi máy cổ sớm chưa đi về. Nghe anh rời trại hồi quê mà úp bê tiền bạc khung xe không còn. Dù cho sức khỏe đã mòn, chạy chợ bán bánh cho vợ con bớt nghèo. Cảnh nhà đang lúc reo neo, cái tang con gái lại treo ngang đầu. Lặng thầm anh nén nỗi đau khi con trai bị nhiễm lao bỏ chuột. Cầm lòng người vợ yêu thương mà khóc con mắc bệnh tai ương mù lòa. Bao nhiêu tai họa chưa qua, anh lên bàn mổ nằm 3-4 lần. Khiến dân cả tuổi thanh xuân, tấm gương vượt khó gian chân không mờ. Ngày ngày anh vịn câu thơ, có tiếng chim gọi sáng ước mơ với đời. Hàng tre đồng lúa sứ đoài, lời ru đêm ấm tình người quê hương. Xin hết ạ. Cảm ơn các đồng chí đã chi lắng nghe. Vâng, xin trân trọng kính mời đồng chí đại tá Vũ Hồng Tiến, bí thư đảng ủy và công ty 3697 lên có đôi lời cảm tưởng đối với các bác anh các chị, và mời đồng chí Tiến nhận kỷ vật của anh Dũng trao lại. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Dũng và anh Vũ Hồng Tiến. Tờ trình về việc kiện toàn hội đồng đội trung đoàn 15 xí nghiệp 897 công ty 3697 gọi tắt là hội đồng đội M15. Hiện tại đơn vị cũ chúng ta có rất nhiều hội đồng đội được thành lập trên các tỉnh thành khác nhau và với tên gọi cũng khác nhau, cùng một mục đích là và ý nghĩa đó là thể hiện những niềm tự hào về đơn vị, là nơi động viên khuyến khích tinh thần bạn bè đồng đội lúc vui lúc buồn. Tuy nhiên do hình thành trong từng khu vực khác nhau nên chưa có sự thống nhất về mặt tổ chức và hoạt động, nhất là những cái dịp kỷ niệm ngày truyền thống của những năm chẵn như năm nay. Vì vậy, ban tổ chức gặp mặt hội đồng đội lần này đề nghị kiện toàn hội tổ chức của chúng ta như sau. Một, về tổ chức, giữ nguyên ban liên lạc và hội đồng đội hoặc là hội tình nghĩa của các khu vực ở các tỉnh như hiện nay. Đồng thời, đề nghị thành lập mới ban liên lạc hội đồng đội trung đoàn 15 xí nghiệp 897 công ty 3697. Gọi tắt là ban liên lạc hội đồng đội M15. Về thành phần ban liên lạc hội đồng đội M15, lâm thời đề xuất các anh chị có tên sau. Một, bác Bùi Đình, nguyên phó trung đoàn trưởng trung đoàn 15, nguyên giám đốc đầu tiên của xí nghiệp 897 làm trưởng ban. Hai, anh Lê Văn Bảy, nguyên phó giám đốc công ty 3697, ủy viên. Ba, anh Nguyễn Xuân Chính, nguyên bí thư đảng ủy, phó giám đốc xí nghiệp 897, ủy viên. 4. Anh Ninh Việt Quế, nguyên cán bộ ban chính trị của trung đoàn, ủy viên. 5. Anh Vũ Đức Thanh, nguyên kỹ thuật máy xúc, ủy viên. 6. Chị Đặng Thị Trích, nguyên quân y sĩ, ủy viên. 7. Chị Hà Thị Tâm, cán bộ cơ quan của công ty 3697, là xin mời tham gia ban liên lạc. 8. Là các anh chị hiện là trưởng ban liên lạc của các khu vực ở các tỉnh phía Bắc cùng tham gia ban liên lạc và ủy viên. 2. Là về nội dung hoạt động. 1. Là hội đồng đội các khu vực thì giữ nguyên hoạt động như cũ.
như là tổ chức gặp mặt hàng năm, đóng góp quỹ, thăm hỏi, động viên hội viên, thì đề nghị là các cái hội đồng đội ở các khu vực hay là hội tình nghĩa các khu vực thì chúng ta vẫn giữ nguyên cái quy chế hoạt động và nội dung như cũ, trừ những năm mà chúng ta tổ chức gặp mặt ở cấp hội đồng đội của trung đoàn. Khi tổ chức thăm hỏi ốm đau và hiếu hỉ ở từng khu vực của hội đồng đội thì chúng ta lấy danh nghĩa là hội đồng đội E15. 2. Hội đồng đội E15 chỉ hình thành về mặt tổ chức, không xây dựng quỹ, quy chế hoạt động, không lập quỹ. Khi có sự kiện lớn cần tổ chức gặp mặt ở cấp hội đồng đội E15, mà cụ thể chúng tôi đề xuất là chúng ta có thể 5 năm gặp nhau một lần, là những năm chẵn. Đấy. Thì chúng ta vận động đóng góp kinh phí từ hội viên và ban liên lạc hội đồng đội của các khu vực. Ban liên lạc hội đồng đội E15 không tổ chức họp định kỳ, chỉ họp trước khi tổ chức các sự kiện lớn của hội đồng đội E15. Trên đây là tờ trình đề xuất của liên tịch ban liên lạc của hội đồng đội và của ban tổ chức. Thì xin kính mời các quý vị đại biểu cùng toàn thể các anh, các chị chúng ta tham gia đóng góp ý kiến. Xin mời các anh, các chị. Nếu chúng ta nhất trí thì đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay nữa để cổ động ban liên lạc mới chúng ta hoạt động cho tốt. Là vừa rồi thì ban tổ chức cũng nhận được nhiều các cái thông tin ở các khu vực, và đặc biệt là nhận được cái tinh thần rất phấn khởi hồ hởi của chúng ta, mặc dù ở rất xa nhưng chúng ta mong chờ có ngày hôm nay. Và cũng có những ý kiến là đề nghị xem là nếu hôm nay chúng ta tổ chức như này thì có những cái gì đó để lưu niệm cho các anh các chị khi chúng ta ra về. Thế thì cũng xin thưa với các anh các chị là hiện nay là do cái điều kiện chúng ta mới hình thành, và đây là lần đầu tiên thì chúng ta hình thành cái ban liên lạc của hội đồng đội trung đoàn 15, tức là lấy cấp trung đoàn. Đấy. Cho nên là chúng ta chưa có quỹ, chưa có điều kiện. Trên vừa rồi có ý kiến là công chí là đề nghị là có những cái kỷ niệm chương để chúng ta là tặng cho các hội viên để làm lưu niệm. Thế thì lần này là do cái điều kiện như vậy cho nên là cũng mong các anh các chị hết sức là thông cảm, mà chúng ta có thể là dùng chúng ta có những cái lưu niệm là chụp ảnh ở các tập thể hôm nay, thì sau cái chương trình này thì chúng ta sẽ chụp ảnh lưu niệm. Đấy, thế còn lần sau nếu tôi thì ai còn ai mất thì không biết, nhưng mà chúng tôi đề nghị là chúng ta gặp một năm chẵn thì kỷ niệm 50 năm thì có lẽ là lúc đó chúng ta sẽ tổ chức nó hoành tráng hơn như thế này. Đấy, thế còn cũng xin báo cáo với các anh chị là do cái địa điểm ở đây là cái địa điểm của trung đoàn cũ, cho nên là ở cái vùng miền núi và cái điều kiện về sinh hoạt tất cả các cái việc khác là rất khó khăn, chứ không phải như ở thành phố. Do vậy mà cái tổ chức của chúng ta có thể nó cũng còn đơn giản, thì mong các anh các chị thì hết sức thông cảm, đặc biệt là những cái sơ suất, bởi vì trong cái ban tổ chức lần này ấy, là không phải ở tại một khu vực ở trên này, mà chúng tôi thành lập cái ban tổ chức là gồm là liên tịch ban liên lạc, là gồm có khu vực Hà Nội, có khu vực Hòa Bình, rồi có các chị em ở khu vực Hòa Bình. Đấy, cho nên là có vấn đề gì thì đề nghị là các anh các chị hết sức thông cảm. Đấy. Thì cũng đề nghị xem là có anh chị hoặc có đồng chí nào có ý kiến bổ sung thì đề nghị các đồng chí phát biểu. Có ai có ý kiến gì không ạ? Vâng, thế vậy chúng ta đều nhất trí. Tiếp theo chương trình là sau đây để cho bộ phận phục vụ người ta chuẩn bị cơm, thì xin mời các đoàn đại biểu chúng ta ra chụp ảnh lưu niệm. Tìm yêu vẫn đẹp sao, dù đàn bom mang giờ thép cao, dù thân thể thiên nhiên mang đầy
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.